Xin chào, mình là Mỹ Uyên, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Mr. Zero. Tiết lộ lý do Bùi Tiến Dũng xuống phong độ trầm trọng. Bùi Tiến Dũng là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á, sau đó là ASEAN 2018. Từng nổi như cồn trong màu áo U23 Việt Nam và được đông đảo người hâm mộ yêu thích, nhưng sự nghiệp của Bùi Tiến Dũng hiện đang đi xuống, không được trọng dụng ở câu lạc bộ, anh lại liên tục mắc sai lầm ngớ ngẩn ở tuyển quốc gia. Nguyên nhân do đâu, hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu nhé. Nếu thấy hay thì hãy để lại một like, share và subscribe cho kênh YouTube của tụi mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà anh ơi, xong chưa? Không có gì để mặc hết. Nào ta mua. Lộ lý do Bùi Tiến Dũng xuống phong độ nghiêm trọng. Tối thứ ba tại Rio Mario, Bùi Tiến Dũng trầm ngâm trên băng ghế dự bị. Từ khu kỹ thuật, anh có thể theo dõi toàn bộ trận đấu với Singapore mà trong đó thủ môn Văn Toản đã chơi chắc chắn. Không có nhiều pha cứu thua ngoạn mục, nhưng thủ thành của Hải Phòng mang lại cảm giác an tâm, đặc biệt là những pha bóng bổng. Câu hỏi đặt ra là liệu Tiến Dũng có thể làm điều tương tự, bởi sau sai lầm sơ đẳng ở trận đấu với Indonesia khiến đội bóng suýt nữa phải trả giá đắt. Nhưng dấu chấm hỏi lớn hơn mà người hâm mộ đang đặt ra đó chính là lý do nào đã khiến Bùi Tiến Dũng xuống phong độ nghiêm trọng hiện nay. Hôm nay, Mr. Zero sẽ cho các bạn biết câu trả lời. Trong trận đối đầu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia tối ngày 1 tháng 12, từ một quả tạt không có gì nguy hiểm từ một cầu thủ đối phương. Thế nhưng tình huống ấy chẳng khác gì nhát dao chí mạng cho đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thủ môn Bùi Tiến Dũng phạm sai lầm rất sơ đẳng như một thủ môn mới ra nghề. Theo đó, ở phút thứ 23, Bùi Tiến Dũng quá chủ quan khi đón quả chuyền của cầu thủ Indonesia rất bình thường từ biên phải vào. Bằng động tác bật nhảy tại chỗ tính ôm gọn quả bóng. Tuy nhiên, anh lại lóng ngóng để vụt tay khiến bóng dội nhẹ trên xà ngang rơi xuống cho Rizani dễ dàng băng vào, đánh đầu mở điểm cho Indonesia. Còn Tiến Dũng chỉ biết nhìn lưới rung lên để bất lực, anh đổ gục xuống, gương mặt nhăn nhó. So sánh với một Bùi Tiến Dũng gần 2 năm về trước, thời điểm ấy trên đất Thường Châu, Trung Quốc, những tình huống cứu thua ngoạn mục, những cú bay người cản phá penalty ở đẳng cấp thế giới đã biến Bùi Tiến Dũng trở thành chàng thủ môn quốc dân trong lòng hơn 90 triệu cổ động viên tại Việt Nam. Từ một cầu thủ trẻ còn chưa có cả suất bắt chính ở FLC Thanh Hóa, Dũng như một bước trở thành sao lớn, cả triệu người quan tâm, theo dõi và coi anh như là người hùng của dân tộc. Cùng với Quang Hải, Bùi Tiến Dũng dường như là người cứu vãn niềm tin bóng đá vốn đã cạn kiệt của giải đất hình chữ S. Nhưng đó là câu chuyện của những ngày tháng 1 năm 2018. Còn bây giờ, có vẻ như Bùi Tiến Dũng không còn nhìn thấy ánh hào quang xung quanh mình nữa. Quả thật, Thường Châu tuyết trắng hóa người hùng, một sai lầm nhỏ hóa người dưng. Chỉ hơn một năm thôi, Tiến Dũng đã tuột dốc quá nhanh. Phong độ, khả năng và những tình huống xử lý của anh trên sân cỏ chỉ còn là những sai lầm, sự thất vọng. Thậm chí nhiều tình huống còn trở thành trò cười, bị chế giễu bằng những hình ảnh biếm họa trên mạng xã hội. Vậy lý do sa sút phong độ của thủ môn này là gì? Nhiều người cho rằng chính từ ánh hào quang của vòng chung kết U23 châu Á gần 2 năm về trước đã khiến Tiến Dũng ngủ quên trong chiến thắng. Giả thiết này có vẻ đúng, nhưng hãy thử nhìn lại xem. Kết thúc vòng chung kết U23 châu Á, Tiến Dũng cùng các đồng đội về nước và được chào đón là những người hùng của dân tộc. Truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội như phát cuồng với cái tên Bùi Tiến Dũng. Bất cứ từ ngữ nào có liên quan đến thủ môn quốc dân lúc đó cũng đều được thu hút hàng trăm nghìn lượt view chỉ sau ít giờ đồng hồ. Thế nên các trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội và các diễn đàn đều dành cho Bùi Tiến Dũng những vị trí đẹp nhất, nhiều thông tin nhất ở trên trang chủ. Sau đó, thủ thành này bắt đầu tham gia vào giới showbiz với những sân khấu trình diễn thời trang, những vai diễn quảng cáo. Thậm chí là có thời điểm trên mạng xã hội còn rò rỉ bảng giá quảng cáo cao ngất trời với cái tên Bùi Tiến Dũng. Việc các nhà sản xuất, doanh nghiệp ưu ái anh cũng không phải là bất ngờ, bởi thời điểm đó người hâm mộ đang phát sốt với cái tên Bùi Tiến Dũng. Nhưng theo tôi, câu chuyện của Dũng đi đóng quảng cáo, đi làm người mẫu hay tham gia chương trình gì ở showbiz đi chăng nữa thì cũng không nên được đưa ra làm cái cớ để diễn giải cho phong độ của Bùi Tiến Dũng. Nhiều người cho rằng bởi thành công đến rất sớm, vậy nên Bùi Tiến Dũng dường như quên mất rằng sân chơi chính của mình là sân cỏ chứ không phải là sân khấu. Có những thời điểm anh đi quá xa, quá sâu vào sân khấu thời trang quảng cáo, dành quá nhiều thời gian cho những thứ được coi là viển vông với một cầu thủ. Và điều đó phần nào ảnh hưởng rất nhiều về mặt chuyên môn của thủ thành này. Không biết là liệu những người dùng những lời nói sắc tựa dao găm như trên để tấn công Bùi Tiến Dũng có biết được rằng mọi câu lạc bộ đều có kỷ luật, nhất là tại Hà Nội FC, nơi mà Dũng đang được đầu quân. Đây là đội bóng có kỷ cương vào loại bậc nhất của V-League.
Nếu thủ thành này mải mê đóng quảng cáo, chắc hẳn anh đã bị tống ra đường từ rất lâu rồi. Nói đến đây, hẳn là các bạn cũng nhận ra một bộ phận không nhỏ các cổ động viên đang mang thứ tiêu chuẩn ghét ra để áp đặt lên cầu thủ như Bùi Tiến Dũng. Chúng ta luôn mong muốn các cầu thủ phải tránh xa vòi bạch tuộc của bán độ và các thế lực dàn xếp tỷ số. Mặt khác, chúng ta lại quay ra chê trách các cầu thủ đi đóng quảng cáo, kiếm tiền từ một cách tử tế đàng hoàng. Vậy rốt cuộc nguồn thu nhập của các cầu thủ quần đùi áo số có được chỉ đợi từ lương thưởng của câu lạc bộ hay sao? Chính xác, lý do lớn nhất dẫn đến phong độ tụt dốc của Bùi Tiến Dũng là do anh không được thi đấu thường xuyên. Điều này cũng được huấn luyện viên kỳ cựu Lê Thụy Hải nhận xét. Cầu thủ mà không ra sân thì sẽ bị mất rất nhiều cảm giác thi đấu. Thủ thành sinh năm 1997 từng gặp chấn thương dai dẳng và thuộc vào hàng nguy hiểm với các thủ môn. Đó là chấn thương xoay khớp cổ thay. Đây là chấn thương cần khoảng thời gian nhất định mới có thể hồi phục hoàn toàn. Vì thủ môn thường xuyên cản phá bóng nên cổ tay rất dễ bị ảnh hưởng. Và đó là lý do mà các huấn luyện viên đã không mạo hiểm để sử dụng Tuấn Dũng. Việc chấn thương và ngồi ngoài lâu ngày đã khiến Dũng đã không có được cảm giác chơi bóng tốt nhất. Vì vậy thủ thành này thường xuyên mắc sai lầm mỗi khi được trao cơ hội. Và tất nhiên, chẳng một huấn luyện viên nào có thể tin tưởng một thủ thành thường xuyên có những sai lầm. Vì thế mà cơ hội cho Dũng ngày càng ít đi. Câu lạc bộ Hà Nội mua Tiến Dũng nhưng lại không cho anh nhiều cơ hội ra sân. Nhưng không phải chỉ vì không đặt niềm tin với Dũng mà Văn Công chơi quá tốt nên chẳng có lý do gì để thay thủ môn cả. Chỉ đến khi Văn Công chấn thương thì cơ hội mới đến để giúp Tiến Dũng, nhưng đó lại là những lần ra sân đáng buồn. Việc Bùi Tiến Dũng phải vào bắt thay Văn Công chấn thương đã trở thành điểm yếu chí mạng khiến Hà Nội FC đánh rơi chiến thắng. Như đã nói, trước khi đem lên kỳ tích ở U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc, Tiến Dũng vẫn chỉ là thủ thành số 3 tại FLC sau đàn anh là Thanh Thắng và Biểu Ngọc. Sau này khi được chuyển qua Hà Nội FC, thủ môn Văn Công luôn là một bức tường thành sừng sững với phong độ quá ổn định. Như vậy thì làm sao một người quá trẻ như Bùi Tiến Dũng có thể ra sân để chơi bóng? Bởi lẽ vị trí của thủ môn đòi hỏi đặc thù phải được chơi liên tục mới tạo nên được đẳng cấp. Điều này khác hẳn với những đồng đội từng cùng anh tạo ra kỳ tích ở Thường Châu như Quang Hải, Văn Hậu, Lê Văn Đức. Phong độ trồi trụt là chuyện thường gặp ở các cầu thủ trẻ. Nhưng với các cầu thủ kể trên, họ có đàn anh để sửa sai. Còn Bùi Tiến Dũng phải chờ chọi trong khung gỗ mênh mông. Đó là thực tế nghiệt ngã dẫn đến tai nạn của Dũng ngày hôm nay. Khi đã không được thi đấu, chỉ được ngồi trên ghế dự bị, Tiến Dũng lại gặp được những cái bóng quá lớn như các đàn anh như Bửu Ngọc, Văn Công hay hơn cả là người anh ở tuyển quốc gia là Văn Lâm. Những cái bóng quá lớn có lẽ cũng khiến thủ thành người Thanh Hóa trở nên áp lực mỗi khi thi đấu và đặc biệt là những giải đấu lớn tầm cỡ quốc tế. Nếu Dũng không làm thủ môn mà đá hậu vệ, tiền vệ hay tiền đạo như Hùng Dũng, Tiến Linh hay Đức Trinh, có bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn 10-10 thì có lẽ người ta vẫn tặc lưỡi bỏ qua. Cùng lắm cũng chỉ đôi ba lời châm biếm kiểu như lại lừa 90 triệu dân Việt Nam là cùng. Chẳng ai nằm hoài trong quá khứ cả, ngày thủ môn luôn phũ phàng thế đấy. Có lẽ bất công luôn xuất phát từ chính sự yêu mến mà ra. Nhưng Tiến Dũng còn quá trẻ để người ta kỳ vọng và tự hào. Người hâm mộ yêu Dũng chừng nào thì cũng có thể ngoảnh mặt đành nghiến gậu chừng đó. Hy vọng là thủ thành người Thanh Hóa sẽ cố gắng tập luyện vững vàng tâm lý để chinh chiến trong thời gian khó khăn trước mắt. Với bóng đá, anh hùng và tội đồ chỉ cách nhau nửa bàn chân. Đây cũng là một đặc sản của môn thể thao vua này. Bởi vậy tôi cũng mong người hâm mộ bớt chỉ trích và bớt soi mói. Hãy thông cảm và ủng hộ cho Bùi Tiến Dũng cũng như các cầu thủ khác trên con đường thực hiện giấc mơ của mình. Bởi không ai sinh ra mà hoàn hảo cả. Hãy nghĩ rằng Bùi Tiến Dũng không hề sa sút phong độ, anh chỉ đang cần thời gian. Hãy cho Bùi Tiến Dũng thời gian. Các bạn có đồng ý với quan điểm của Mr. Zero không? Nếu có gì đóng góp, xin hãy để lại bình luận phía dưới. Đừng quên nhấn like, share, subscribe, bật chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh của chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại!